Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã đến với chương trình thể dục và giác cơ bản và ngày tập số 10-11. Hôm nay chúng ta sẽ tập những cái bài tập tăng về cái sự cái độ dẻo dai và kiểu như là giúp cho cơ thể của mình nó mềm mại hơn. Và khi mà cơ thể mình nó mềm mại thì những cái di chuyển về hông, tai, ngực của mình nó sẽ chắc hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài tập nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo cho cái độ mềm dẻo của cơ thể nó nhiều hơn bằng cách chúng ta sẽ đứng rộng hơn vai một tí, hơn vai một tí, hơn vai một tí. Rồi sau đó từ ở tư thế này chúng ta sẽ mở cái chân của mình ra, mở chân của mình ra khoảng 45 độ. Rồi từ đây chúng ta hạ đùi của mình xuống, siết cái đùi của mình lại, mở lưng vai của mình lên và chúng ta sẽ mở hông eo qua. 1, hít vào. 2, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra, siết đùi và rút cơ bụng lại. 6, hít thở đều. Cảm nhận tất cả các nhóm cơ trên cơ thể của mình đã đang dần nóng lên. Kiểm soát và chúng ta phải kiểu dạng giống như các chị hay gồng và chúng ta đẩy người mình nó bị tôm lại phía trước. Và khi mà đau quá chúng ta hay có xu hướng là không kiểm soát được cơ. Khi mà chúng ta càng đau, chúng ta càng kiểm soát cơ tốt thì đó là lúc cơ thể của mình nó sẽ càng ngày càng khỏe hơn. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra, mở hông của mình ra. Thở, hít, thở, hít và thở. Rồi chúng ta mở tay, nâng đùi lên, siết đùi lại. Và chúng ta sẽ xoay hết người sang ngang, hai mũi chân đều hướng thẳng về phía trước, nhấp nhẹ lưng, mông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Đổi bên, mở đùi của mình ra, hít thở đều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhấn hông của mình xuống. 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hạ gối, hai gối của mình hạ xuống, đùi của mình mở ra và mông của mình ngồi trên phần gót chân. Hai tay của mình vươn lên, hít vào, hạ xuống, thở ra, mắt nhìn vào rốn. Vươn lên, hít vào, hạ tay xuống, thở ra, mắt nhìn vào rốn. Vươn lên, hít vào, thở ra, mắt nhìn vào rốn. Vươn lên, hít vào, thở ra, mắt nhìn vào rốn. Vươn lên, hít vào, thở, hít vào và thở ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ tập tới cái phần bắp tay của mình và phần cơ bụng lưng của mình khỏe hơn. Thì động tác lăn này các chị cũng đã tập rất là nhiều, nhưng tuy nhiên hôm nay em muốn tăng độ khó cho mình một tí xíu nữa. Mình hạ tay ha, hạ khuỷu tay, tay của mình tạo thành một cái tam giác, thẳng chân của mình ra và rút bụng của mình lại. Thì mình sẽ giữ 30 tiếng đếm, sau đó chúng ta sẽ xoay vặn bụng của mình sang hai bên 30 tiếng đếm và chúng ta thực hiện liên tục như thế hai hiệp. Chuẩn bị nha, siết cơ bụng lại, đẩy người về phía trước, hít thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 và chúng ta vặn hông qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
và 1 hạ xuống thở ra. Hít thở đều. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tới hiệp thứ 2. Siết cơ bụng của mình lại. Hít thở sâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1 giảm qua hai bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu, hai mươi bảy, hai mươi tám, hai mươi chín, ba mươi. Ào, rồi về em bé thở ra, hết thở đều. Rồi từ đây chúng ta sẽ nâng người mình lên, kiểm soát các nhóm cơ, rồi mình sẽ tập mông đùi của mình một tí nha. Hai chân của mình khép lại, tay mình vẫn giữ vuông hình tam giác, hay tạo hình tam giác và giữ rút cơ bụng lại. Hít thở sau, từ đây mình chống chân của mình lên và mình sẽ mở đùi của mình sang, mở mình đánh vòng tròn nè, mở ra. 1, 2, mở xoay tròn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cố lên. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và hạ chân xuống, thở ra, đổi bên, mở vòng ra, hít thở sau. 1, 2, 3, chậm thôi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thở ra và đổi bên. Và bây giờ chúng ta sẽ xoay vòng về nha. 1, 2, 3, 4, 5, siết mông lại. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hít thở sau và đổi bên. Xoay vòng về nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, siết mông lại. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, kéo về chóp mặt. Hít thở đều. Đạp nhẹ gối của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Từ từ tiến dần lên, nâng người lên, hít sâu và thở ra. Rồi, chúng ta đã khởi động xong, toàn thân của mình nóng lên. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học thêm tổ hợp về bụng và hông. Ở đây chúng ta sẽ giữ chân của mình, chân phải của mình phía sau, hướng chân 45 độ, chấm nhẹ chân ức bàn chân trái ở phía trước, hạ gối, là không thẳng nhượng gối, hạ nhẹ co gối của mình, không phải là khuỵu gối nha, hạ nhẹ co gối. Từ đây hai tay của mình nâng lên, hai tay ép sát vào lỗ tai song song như thế này. Rồi mông của mình sẽ đẩy ra phía sau, qua trái, về trước, qua phải, sau, trái, trước, phải, sau, trái, trước, phải. Rồi mình xoay tròn đều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hít thở sâu, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Và mình sẽ xoay vòng ngược về phía trước, bên trái, phía sau, bên phải, trước, trái, sau, phải, trước, trái, sau, phải. Và xoay tròn, 1, 2, kìm gối và đùi chắc bắp chuối lại, 3, giữ thẳng lưng, 4, 5, 6, nâng ngực lên, 7, 8, 9, 10. Quà mà các chị phải quan sát bản thân mình ở trong gương ha. Hít thở sâu, 5, 4, 3, 2 và 1. Rồi hạ tay về, đổi bên, giữ chân trái, chấm chân phải phía trước, hạ gối trái, nâng hai tay lên, siết bắp tay, giữ, nâng ngực lên, hai tay mình ép sát vào lỗ tai, giữ chân của mình, siết, giữ chân trụ thì là chắc, đẩy mông ra phía sau, qua bên phải, phía trước, bên trái, sau, phải, trước, trái, sau, phải, trước, trái và xoay đều, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bám chân thật sát xuống sàn, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 và xoay ngược vòng về phía trước, bên trái, sau, phải, trước, trái, sau, phải và xoay tròn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Hạ tay xuống, hít thở đều. Và bây giờ chúng ta sẽ có kết hợp với tai và hông. Thì chúng ta sẽ học khác hơn, trước mình học một tí. Trước đây mình chỉ xoay vòng để đánh vào thôi. Hôm nay mình có vòng đánh ra. Và vòng đánh ra thì mình sẽ kết hợp tay khác. Vòng đánh vào mình sẽ kết hợp tay khác. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chân phải ở phía sau, chấm chân trái phía trước, tay phải lên cao và tay trái sang ngang. Và mình sẽ xoay vòng từ bên trái lên phía trước, qua phải, ra sau. Được chưa? Bên trái,
phía trước, phải, ra sau, trái, trước, phải, ra sau, xoay tròn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Hạ hai tay của mình về, bàn tay hướng phía trước và mình sẽ xoay vòng ngược lại, trước, trái, sau, phải, trước, trái, sau, phải và xoay tròn, 1, 2, 3, 4, giữ ngực, 5, 6, 7 và 8. Đổi tay nào, xoay vòng vào bên trái, phía trước, phải và phía sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kìm lại, 7 và 8, xoay ngược về, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và 1. Đổi bên, chấm chân ở phía trước, hạ gối chân trái phía sau, nâng tay trái của mình lên, vung tay phải sang ngang. Và chúng ta sẽ xoay tròn bên phải, trước, trái, sau, phải, trước, trái, sau. Và xoay tròn, 1, 2, 3, 4, giữ ngực lưng thẳng, 5, 6, 7 và xoay ngược dòng về, tay mình hạ xuống, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, lần nữa, 1, 2, xoay ra, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, xoay về, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi ok, chúng ta sẽ thực hiện hai bên và liên tục với hai vòng. Thì cái đoạn này các chị có thể sau khi tập 30 phút rồi mình ghi lại với một cái bài nhạc nào đó mình yêu thích và nộp bài cho cô nghe để cô sửa nghe. Rồi, tay của mình lên nè, chuẩn bị 2, 3, 1, 2 nhanh hơn, 3 giữ thẳng lưng, 6, 7 và đổi, 1, 2 ngực vào, ngực vào, 7 và đổi, 1, 2, 3, hết vòng, 5, 6, hạ, 1, 2, 3 ngực vô, 5, 6, 7 và đổi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, xoay, 2, 2, 3, 5, 6, 7, xoay, 1, 2, 3, 5, 6, 7, xoay, 2, 2, 3, 5, 6, 7, xoay, 1, 2, 3, 5, 6, 7, về, 1, 2, 3, 5, 6, 7, đổi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, về, 1, 2, 3, 5, 6, 7, đổi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, về, 1, 2, 3, 5, 6, 7, đổi, 1, 2, 3, 5, 6, về, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ok, thì hôm nay chúng ta đã học một cái tổ hợp đó là hông với lại bụng. Thì khi mà chúng ta di chuyển như thế này sẽ làm cho cái hông của mình nó mềm dẻo hơn. Nhưng tuy nhiên có các chị rất là dễ để làm, nhưng mà cũng có chị hơi khó để làm. Thì mình cố gắng là mình cứ tập ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái tổ hợp nâng cao hơn, của việc là chúng ta sẽ kết hợp đánh bụng và chúng ta kết hợp di chuyển chân với cái cái bài hông ngày hôm nay. Rồi mọi người cố gắng nhớ nha, cố gắng nhớ nha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ móc hông 8 nhịp, 1, 2, 3, 5, 6, 7 và chúng ta sẽ đi bước 2 bước, 1, 2, 3, 5, 6, 7, được chưa? Rồi, chấm chân trái của mình lên, hai tay mình lên, rồi chuyển nào. 1, 2, 3, 5, 6, 7, hông, 1, 2, 3, 5, 6, 7, đổi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, hông, 1, 2, 3, 5, 6, 7, đổi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, hông, 1, 2, 3, 5, 6, 7, đổi, 1, 2, 3, 5, 6, 7, hông, 1, 2, 3, 5, 6, 7, đổi. Rồi, bây giờ mình sẽ kết hợp với đánh bụng nha. 1, 2, 3, 5, 6, 7, hông. Về chúng ta sẽ di chuyển bụng
1, 2, 3, 5, 6, 7 mới đổi xuyển chuyển sang hông bên này, được chưa? Làm chậm trước. Rồi, chân trái chấm phía trước, chân phải phía sau, tay lên, xoay nào. 1, 2, 3, 5, 6, 7, hông. 1, 2, 3, 5, 6, 7, bụng. 1, 2, 3, 5, 6, 7, hông. 1, 2, 3, 5, 6, 7, bước. 1, 2, 3, 5, 6, lần nữa. 1, 2, 3, 5, 6, di chuyển. 2, 2, 3, 5, 6, bụng đi. 1, 2, 3, 5, 6, hông vô. 1, 2, 3, 5, 6, hông đi. 1, 2, 3, 5, 6, về. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ làm lại một lần nữa. Và em sẽ để cho mọi người làm với nhạc, chứ không phải là theo tiếng đếm của em nha. Chuẩn bị 4, 3, 2 và đi. Rồi, ok. Hôm nay chúng ta sẽ học kỹ thuật đến đây. Thì các chị thấy á, là qua từng ngày và chúng ta đã chắc được kỹ thuật của những ngày trước. Thì khi mà chúng ta ghép lại, bắt đầu ghép những cái combo động tác lại với nhau á, thì mình sẽ thấy nó dễ hơn. Và nếu như bây giờ mình ghép combo, mình thấy rối và mình thật ra mình vẫn chưa biết được đánh bụng và di chuyển hông hai bước là như thế nào, thì quay lại giùm em ngày 2, ngày 3, ngày 4 khi mình tập nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tập bài cơ một tí cho tăng được cái nhịp tim của mình lên nè, cũng tăng được cái sức mạnh của các bắp cơ của mình. Thì bây giờ mình sẽ tập bằng cách là chúng ta sẽ nhảy ha. Chúng ta sẽ nhảy kết hợp với lại squat. Thì em đứng như vậy, thôi chắc em đứng phía trước cho mọi người dễ nhìn. Thì chúng ta sẽ nhảy jumpy jack, xong chúng ta sẽ tập squat nhảy. Rồi jumpy jack xong squat nhảy. Mỗi lần jumpy jack như vậy là 30 nhịp và squat nhảy thì 10 nhịp thôi. Và chúng ta sẽ thực hiện 2 hiệp nha. Chuẩn bị 4, 3, 2 và 1 đi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hít thở vào. Hít thở vào. Hít thở vô. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 và squat nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Sau đó jumpy jack tiếp tục 30 nhịp. 1, 2, thở vô. Hít thở đều. Mười nhịp nữa. Ba, squat nhảy lần cuối rồi, cố lên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Hít sâu và thở. Xoay hết người sang một bên. Hít thở đều và đạp xe. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, hạ. Hít thở sâu. Và chúng ta sẽ tập cho lưng của mình thật là chắc hơn. À, hai chân mình khép ha. Rồi, thẳng chân phải, nâng chân lên, giữ cột sống lưng vào. Thở sâu, đỡ bên. Một,
3 5 10 7 5 3 và 1. Thở sâu. Về chóp mặt và thở sâu. Hít vào. Thở ra. 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 Và hạ gối. À, chúng ta sẽ lật người. À, hạ chân. Chúng ta sẽ lăn cột sống của mình ha. Điều hòa nhịp tim lại. 1 2 3 4 5 Rồi. Và chúng ta hạ chân. Mở tay ngang. Đặt chân phải qua bên trái. Nhận người qua bên phải. Và đổi bên. Đặt chân trái qua phải. Và người lại và hít thở đều. Rồi, vươn tay mình lên, duỗi chân, rút người lại. Hít thở, hít vào. Nín thở 3 giây, thở ra. Rút vào, siết chặt người lại. Thở ra. Siết chặt người lại. Thở ra. Rồi, duỗi tay của mình. Tay xuôi theo thân ngược, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Nhẹ tay chân. Nhi ngồi sang phải và ngồi dậy. Thôi, chúc mừng cả nhà đã hoàn thành xong ngày tập ngày hôm nay. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ nó không quá nặng đâu. Tuy nhiên là nó tập trung vào cái kỹ thuật mà lúc mà mọi người di chuyển hông nè, bụng và xoay hông nè, di chuyển hông và động tác đánh bụng kết hợp với nhau. Thì cái em muốn mọi người là có cái sự kết nối với cơ thể và cũng như là chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái combo động tác, chứ chúng ta sẽ không phải chỉ làm một động tác đó, mình làm một lần
3 lần, 4 lần, 8 nhịp xong mình mới xoay, thì nó sẽ làm cho cái sóng não của mình nó chậm và sự kết nối của mình nó cũng chậm hơn. Thì mong muốn là càng ngày các chị em mình nó sẽ càng tiến bộ hơn nữa. Và nếu như mọi người thấy khó và nhanh quá mọi người chưa thực hiện được thì hãy để lại bình luận. Còn thấy dễ mọi người cũng để lại bình luận là à cô ơi chị làm được, chị không làm được ở bước nào đó, để em biết ở ngay cái chỗ nào mà em có thể hỗ trợ tư vấn, hoặc là trên fanpage sẽ đăng thêm một cái bài gì đó để cho các một bài nó kéo dài hơn cái việc mà tập này chỉ tập duy nhất một động tác bụng hoặc là hông hoặc là di chuyển thôi, để mình có thể dễ hơn. Hãy nói ra mong muốn của mình thì em mới có thể đáp ứng hỗ trợ cho các chị được. Và nếu như thấy bài này hay thì hãy like, share và chia sẻ cho những cái người bạn của mình để cùng tập nha. Hẹn gặp lại vào bài tập sau. Bye bye.